Xin chào các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ở video hôm nay mình sẽ quay trở lại với Blood Food, với lại một video là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể vào được hai vị trí bí ẩn trong cái C2 nha các bạn. Thì lần trước mình đã làm một cái video về C3 và được các bạn ủng hộ rất là nhiều. Mình cảm ơn các bạn nha. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để vào được hai vị trí bí ẩn của C2. Trước khi bắt đầu video, hãy cho mình một like và một sub, và đến khi mình đạt được 20.000 subscribe mình sẽ giveaway Yoru cho anh em nha. Và đợt đó mình nghĩ mình sẽ làm một cái livestream nhỏ nhỏ cho anh em. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video hướng dẫn cho anh em nào. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ có một cái chỗ bên cái chỗ Doflamingo này ha. Thì bạn nào mà chơi lâu rồi có thể biết được cái mẹo này, nhưng mà bạn nào mà chưa chơi á thì có thể là vẫn chưa biết. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nào mà chưa chơi nha. Bạn nào chơi rồi thì xem cho vui thôi, chứ đừng có vô đây video rồi bắt bẻ mình biết hết rồi, tao biết hết rồi nha các bạn. Thì vẫn có nhiều bạn vừa mới chơi mà, cho nên cũng đâu có biết đâu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn nha. Đấy, khi các bạn vươn vào cái chỗ squad này thì các bạn chỉ cần giữ một cái skill bất kỳ nào đó, mà lưu ý skill đó nó sẽ không sử dụng được ha các bạn. Chứ các bạn mà sử dụng những cái skill mà giống như đây nè, lướt phát đó là không được nha. Các bạn phải giữ cái skill này mà kiểu đứng im luôn á, giống vậy nè. Đó, thì nó sẽ được ha. Và đố các bạn biết đây chính là chỗ nào ha, đây chính là một cái vị trí bí ẩn nào ha các bạn. Thì các bạn thử đoán và các bạn hãy cho mình biết dưới phần comment ha các bạn. Rồi thì nếu các bạn biết rồi thì chúc mừng các bạn, có thể là các bạn là một người chơi khá là lâu trong lớp phố đấy. Còn ngoài nào mà chưa biết thì mình sẽ cho các bạn biết luôn. Giờ để mình tới đây được không ta? À được nè, đó chính là căn phòng của Swan đó các bạn, của thanh niên Doflamingo đấy. Đấy, thì để mình test thử coi là mình từ cái ở bên trong đây ra ngoài á nó có được không nha các bạn. Từ thử nè, à không được nha, nó sẽ bị delay lỗi tùm lum hết đấy. Các bạn phải từ bên ngoài mà các bạn vào trong ha, thì nó mới là thực sự thành công. Chứ mà các bạn từ trong ra ngoài thì mình cũng chưa chắc ha. Rồi từ cái lại coi. Đấy, chết mẹ rồi. Rồi nè, thấy không, mình đã vô lần này nha. Nhưng mà lần này hơi bị lỗi chút xíu. Rồi, lần này bị lỗi nè. Từ từ, các bạn cứ dash ra là các bạn qua ha. Rồi, đó chính là cái chỗ đầu tiên đó các bạn. Thì bây giờ chúng ta đứng cái chỗ thứ hai nào. Thì chỗ thứ hai á, nó cũng nằm ngay cái chỗ bắt đầu này luôn ha. Cái chỗ mà các bạn mới chơi vừa mới vô C2 đó. Đấy, thì ở cái đốt 2 luôn. Thì các bạn sẽ có một cái chỗ gọi là cái vách đá này ha. Đây, cái vách đá này, nhớ các bạn. Các bạn đừng có nhầm vách đá kia nha, vách đá này mới đúng nè. Rồi, các bạn vô đây và các bạn hãy bật ship lock với mình. Đấy, các bạn đè cái vách đá này. Rồi, sát luôn nha. Sau đó các bạn nhớ là các bạn đừng có bật cái xa quá nha, xa quá là sẽ không được. Đấy, các bạn phải bật gần với mình cái thu nhỏ cái tầm nhìn các bạn rồi. Đấy, gần với mình càng gần càng tốt. Sau đó các bạn chỉ xuống cái mặt đất ở phía dưới nè. Các bạn solo phát. Đấy, giờ vô được luôn. Rồi, và sau đó các bạn hãy đi qua đây giúp mình ha. Đấy, đến cuối đường nó có một cái chỗ này. Thì các bạn hãy đi giúp này giúp mình ha. Đấy, đi như này giúp mình. Rồi, sau khi đi như này xong á thì các bạn hãy rớt xuống dưới biển. Các bạn lưu ý khi rớt xuống dưới biển các bạn phải giữ nút nhảy lên giúp mình ha. Thì nó sẽ nhảy lên liên tục như vậy và các bạn không mất máu nữa, các bạn thấy không? Đấy, các bạn giữ cái nút cách giúp mình ha. Các bạn đi qua hướng này. Đấy, mỗi lần nhảy thì các bạn có thể dash cho nó nhanh. Đấy, rồi sau các bạn hãy đi vô cái chỗ này giúp mình. Đấy, rồi xong các bạn solo nè. À lộn, không phải solo mà xài một cái chiêu food cũng được, các bạn xài cái gì cũng được á, nhảy nó là được. Đấy, mình khuyến khích là các bạn thay đo ha, nó dễ xài hơn. Đấy, à, các bạn solo đây và các bạn chỉnh tầm nhìn xa ra giúp mình. Xa ra nha, hồi nãy nó chỉnh tầm nhìn gần, bây giờ là xa đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ vô được đôi giày thôi đó, thấy không các bạn? Là mình vô được cái The Back Room rồi, cái chỗ mà gọi là đi Awaken Food đó các bạn. Đó, thì thật ra thì cái chỗ Awaken Food này á, thì nó chỉ có tác dụng á, là nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn đi Awaken thôi. Đấy, các bạn phải mua chip cái kiểu admin rất là khôn, cho nên á, việc mà các bạn gọi là đi Awaken xong mà các bạn mua thì các bạn mới được. Chứ mà việc mà các bạn mà không có đi rat rồi không có mua chip cái kiểu mà các bạn đòi Awaken thì nó sẽ không được nha. Game này rất là khôn, mình có làm mới có ăn đó. Chứ mà mình mà Awaken được, chắc mình Awaken chế đo rồi các bạn. Đó, chế đo thành chiêu cực VIP luôn. Đấy, đấy, đây là cái The Back Room ha, cái khung cảnh của nó đó, nhìn rất là VIP bro. Rồi, thì đó chính là video của mình ha. Thì nếu các bạn thấy video của mình hay hoặc là có ích cho các bạn, hãy cho mình một like ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye anh em.